Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Trong Quest TV sau. Let's go. Anh ta đập chân mày lại dám lên đầu luôn. Tao thật. Các bạn thấy gì của anh chàng à? Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, sóc bay sofa. Ok. Thank you.
Let's go. Okay. Chưa rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Doctor Dust. Nhanh các bạn ạ. Oh my gosh. Wow. Cool dance. Ok. Zombie. Rất là nhanh luôn. Quá là nhanh luôn, không kịp gì. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Hello Slideball, let's go. RCT1. Wow, loát hơi chậm một chút. Đây là một tựa game 3D khá là hay. Ok, to ship.
việc này rất là đẹp rồi. Cất một chiếc chìa khóa màu đỏ trên một cái tầng rất là cao, trên lóc tầng 2. Ok, không biết ông ta đang ra ngoài không, bây giờ mình sẽ đổi trở vào trong nhà ông ta. À, ông ta đang ra ngoài. Ok. Ok, mình sẽ dùng cái này để mở cái cửa ấy ra. Wow, tao phát hiện ra mình rồi. Mở nhanh cái này vào chuột đi. Cảm giác có vẻ rất giật. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình phải đợi một chút, sau đó thì mình vẫn đột nhập vào trong căn nhà. Rồi ok, mở cái cửa đây ra nào. Let's go. Wow, ông ta nhìn thấy mình ở đây. Ok, không sao. Giờ ông ta ra đây luôn đi. Rồi, mình đã đột nhập vào trong căn hầm của ông ta. Và bây giờ mình sẽ tiến tới tiếp. Một căn hầm khá là rộng. Let's go. Okay.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ 5, Play Spec 2. Let's go. Oh yeah. He's man. Ok. Ground Wolf Face. Ở trên này có một chiếc máy bay này. Oh, anh này bị đâm mình. Dám bắn mình. Oh man. Đã gặp anh chàng này nữa. Máu mình đỏ tươi. Oh my god. Let's see. Sắp lỏng rồi. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Super gun này. Có bắt anh này lại. Ok,
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chọn Pac-Man. À, lấy Queen. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái nước theo. Hello Slyball, he and six. Let's go. Ok. Let's go. Thế hôm nay các bạn mới đi tìm tất cả là 16 đúng không? Sau đó được cho vào trong cái giỏ thôi. Mình sẽ lên trên này xem có con nào không. Không có con nào. Lắp viên đáo ở đây. Let's go. Oh my god, tuột rồi. Tuột rồi, không biết có lên được không. Đi đường lại xem. Đây có ba chú luôn. Rồi, quay về chỗ cũ. Sau đó thì mình sẽ thả những chú này vào trong giỏ. Let's go. Anh chàng đó thì đang ở chắc là đang dưới chân mình rồi. Rồi, các bạn có thể bay để chuồn ra chỗ khác để chúng ta không nhìn thấy các bạn. Ok, đó các bạn cứ thế thôi và tìm tất cả là 16 con thú bông. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo, Slap King. Let's go. Rồi lần này thì mình sẽ nhớ
498, 480. Máu mình có 900 thôi, không biết mình người thắng được ông ta không. Hãy bắt buộc phải lên cấp thêm. Nào tiếp tục là let's go. Oh my god. Thắng rồi. You win. Được 3.001. Mình sẽ nâng cấp máu lên. Nâng cấp máu tiếp đây. Rồi. Được 1.600 tiền. Nâng cấp đam lên. Let's go. 494 đam. Không biết anh ta có thắng được mình không, nhưng theo mình nghĩ thì có thể là mình thắng trước. Để anh ta đánh mình cua mất nửa cái máu luôn. Mình phải tát một lần nữa thì anh ta mới chết đâu. Còn như anh ta thì thế nào, chỉ đã một phát chết luôn. Oh my god. Khỏe thật. Mình phải nâng cấp thêm máu cho anh chàng của mình. Rồi, lần này thì mình sẽ chiến thôi. Let's go. Oh my god. Còn này mong sao anh ta tát sẩy đi. Wow. Chỉ cần 2 skin thôi là mình chết luôn rồi. Mình thua rồi. Oh my god. Cổ này chắc chắn là mình sẽ đi tiếp. Oh man. Nâng cấp thêm đam. Từ, mình sẽ lại cổ này bởi vì mình vừa ấn nhầm. Ok. Let's go. Tức là các bạn ấn tab to start và cùng với cái này là một. Tại vì mình hay ấn vào cái tab to start, cho nên là khi cái chiêu đầu tiên của mình lúc nào cũng bị thiếu đam. Let's go. Lần này thì mình thắng rồi. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.